time, Tita Josie, and today I'm reacting to episode 1 of season 2 of Mr. Cinderella. So episode 1 premiered yesterday, but the subtitles were a little bit delayed. I think they were delayed by around an hour. And by that time, I had already... Well, I needed to react to other things. So, you know, it's understandable because they are a little bit of a smaller production company. And, you know, like, it was a one-time thing. I'm hoping that in the next weeks or in the following episodes, the subtitles in English will be made available during the premiere. But if not, then honestly, it's okay. I'll just react to the series or the episodes whenever they have subtitles. You know, so I'm excited to see Mr. Cinderella season 2 because I did like season 1 and I thought it was a cute series. I didn't actually react to season 1 on my channel. I just kind of watched it on my own. And the story in season 1 is that Dong, he was a working class person. And then he bumped into a doctor, you know, Kwa. And then it turns out that Kwa was the girl, supposedly, that he fell in love with when he was a child. And it turns out that Kwa was actually dressed in girls' clothing by his, I think, his parents or his grandparents because... of some reason. I forgot what. I'm sorry, it's been a while since I saw season 1. And yeah, it was kind of cute. It was a cute series, so I'm excited for season 2. I did react to the trailer a few days ago. It seems to be a little bit darker and edgier than season 1, so I'm excited to see how things turn out. So I'm gonna head into episode 1 of season 2 right now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Ê. Hình như là sao? Hình như là mỗi ngày em để yêu anh thêm một chút thì phải. Sao đấy? Anh không muốn em yêu anh thôi. Không. Anh rất là yêu em. Anh ăn sáng đi. Ăn lẹ rồi đi làm. Ê, quên một đũa. Hay quá. Mà sao hôm nay đồ ăn sang vậy? Còn cả mì Ý nữa chứ. Anh nhớ em nói cuối tháng là phải ăn mì gói mà. Nếu lỡ như bọn mình có trở nên túng thiếu, em cũng xẻ thịt của mình cho anh ăn ấy. Làm sao để anh yêu em thiếu chất được? Thiệt không? Nhưng mà anh thì thích ăn nguyên một con hơn là thích ăn từng miếng.
Ngày nào cũng ăn không thấy chán à? Anh nghỉ mất rồi. Giọng bác sĩ đổi chuyện. Anh lại đi làm. Mà anh quên kể với em, hôm nay phòng khám sẽ có một bác sĩ mới, vừa trẻ là đi học ở nhiều nước, mới có 21 tuổi thôi mà đã được chọn làm trợ lý của bác sĩ phẫu thuật rồi. Có đẹp trai không? Hỏi chị. Tò mò thôi. Nè nha, em coi chừng anh đó. Coi chừng anh cho em khỏi bước xuống giường bây giờ. Nói được làm được nha. Mà phòng khám mới, quay bộ ổn áp ha? Ừ, cũng ổn. Bác sĩ trưởng khoa cũng rất là tốt bụng, nhưng mà anh vẫn chưa quen với môi trường làm việc đông đúc thôi. Vậy anh có thấy đóng cửa phòng khám cũ sang làm việc với trưởng khoa đúng hay sai? Anh nghĩ không phải là đúng hay là sai, nhưng mà tùy theo từng giai đoạn mà mình thấy cái nào hợp hơn thôi. Anh thấy tốt là được. Dạ. Hôm nay có một bệnh nhân bị gãy chân chuyển từ Kiên Giang lên. Anh thấy chắc phẫu thuật tầm khoảng 6 giờ là xong, nên 7 giờ anh sẽ có mặt tại nhà. Cho nên em yên tâm nha. Em đi xe từ từ thôi, em đợi được. Đừng đi nhanh quá. Anh biết rồi. They're so domestic and so sweet. Dạ. Em không để anh phục kích nữa đâu. Vậy thì thôi. Cái mồm đồ ăn không. Ăn lẹ có đi làm. Thôi anh phải đi làm đây. Em dọn giúp anh nha. Anh đi đây. Anh đi đây. Đúng là mỗi ngày chính là mỗi ngày. Mời vào. Chào cậu. Chào anh. Tôi là Minh Khang, 27 tuổi. Bác sĩ khoa phẫu thuật vừa mới chuyển tới. Tôi có nghe kể về cậu rồi. Rất vui được làm việc cùng cậu. Tôi là anh Khoa, bác sĩ khoa ngoại. Tôi cũng khoa ngoại. Chắc anh cũng đã biết trưởng khoa xếp tôi và anh cùng chung phòng khám. Vậy không biết chỗ ngồi của tôi ở đâu? Ở bên đây. Tối hôm qua tôi có dọn sơ cho cậu rồi. Cậu đi một vòng xem thử đi. Tôi tưởng mỗi bác sĩ sẽ có một phòng riêng cho mình chứ. Cậu thông cảm nha. Hiện tại thì phòng khám vẫn đang cố gắng nâng cấp cơ sở vật chất cũng như là môi trường làm việc cho các bác sĩ. Cũng được thôi. Còn không có nổi một con iPad Pro nữa. Bác sĩ Khang, nếu mà cậu muốn thì cậu có thể kiến nghị lên trưởng khoa. Nhập ra thì tùy tục vậy. Trên bàn anh có cái gì nhìn giống xương rồng vậy? Đúng rồi, ở bên nước ngoài cậu chưa từng nhìn thấy à? Tôi làm trong bệnh viện chỉ toàn thấy xương người thôi, cũng nhìn thấy nó ở đâu đó rồi nhưng mà hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy. Anh cho tôi được không?
Đây, tôi tặng cậu. Coi như là quà ra mắt. Cảm ơn anh. À, trên bàn tôi hình như chưa có ống bút. Ừ, để tôi lấy cho. Anh thêm giúp tôi một quyển giấy note nữa nha. Thêm chỗ kia giúp tôi thêm một bộ xương mô hình được không? Cậu có thể qua khoa chấn thương chỉnh hình để hỏi. Tôi làm một bệnh viện nước ngoài. Mọi người đều lo hết tất cả mọi thứ cho tôi. Tôi chẳng cần phải chuẩn bị thêm cái gì cả. Well, you're not working there anymore. Để tôi đi hỏi giùm cậu cho. Nhưng mà nếu không có thì tôi có thể nào book vé máy bay để cho cậu điện thoại không? You're starting to irritate me too. Công việc chưa đủ mệt hay sao? Còn gặp sao quà ta này nữa. Tinh tinh. Oh, hi, cà phê, xin chào. Quý khách dùng gì ạ? Cho anh order một nụ hôn rất là ngọt ngào đi. Dễ vậy mà cũng order được à? Nhanh đi, anh đói rồi. Anh đứng đắn lên coi. Ở đây bán cà phê chứ không bán cơm chó. Anh có mua bánh hay mua cà phê thì mua. Không phải đi ra chỗ khác chơi. Làm gì mặt nhăn mày nhó dữ vậy ta? Nhân viên bán cà phê thì phải vui vẻ, hòa đồng, niềm nở với khách chứ. Em đừng có quên, anh cũng có cổ phần ở trong quán cà phê này nha. Đâu? Đâu xem không biết. Đấy, ông bà ta có một câu rất là hay. Của chồng công vợ, của Dũng cũng là của anh. Anh khỏi. Thôi được rồi, anh giỡn. Dũng, em yêu ơi, tranh thủ ăn trưa với anh. Không có cơm à? Ủa, có của em không? Thật vô nghĩa. Nếu biết trước có câu trả lời như vậy á, tao không hỏi. Anh giỡn. Đây, anh chuẩn bị đủ 3 phần. Thôi anh ra ngoài trước nha. Anh ngồi để đợi em tiểu. Để em ra. Ừ. Nhớ lát nữa ăn cho hết đó. Ăn cơm, ăn cơm. Làm sao đóng tiền nong rồi đi đâu rồi đi. Ừ, biết rồi. Hello anh. Chào em. Nhìn gần anh như vậy thấy anh đẹp trai hơn á. Anh cảm ơn nha. Anh có thể cho em xin Facebook anh được không? Oh girl. Không được đâu em. Anh có gia đình rồi. Em cũng đeo nhẫn nè. Chứng tỏ là đâu phải cứ đeo nhẫn thì là mình không độc thân đâu. Nhưng mà một lúc nữa người yêu anh tới, em mà còn đứng đây là hơi mệt á. Em không tin đâu. Anh vừa đẹp trai vậy, nếu như có người yêu á thì làm sao gọi đây một mình được đúng không? Girl sit down. Oh well, there we go. Tại tôi bận làm nước cho cô đó. Cảm ơn. Nhưng thấy nó hết no nghe. It's very salty. Làm hơi quá rồi. It is not sweet. Giờ ly nước này ai trả tiền? Gì vậy? Hồi lúc nãy anh cũng phản kháng nha. Anh đưa tay lên còn chỉ vô chiếc nhẫn nữa. Tại cô bé nó không tin thôi. Mẹ. Cô ấy. Cô ấy à? Cái con nhỏ xấu xa đó, nó dám làm em buồn. Anh liệu hồn á? Biết rồi. Thôi. Hay sao đấy? À, không sao đâu. Ăn đi. Ủa, mà Tuấn đâu? Đang làm trong kia kìa. Vậy hả?
Vậy anh chừa phần riêng cho Tuấn. Thìa đâu mà anh? Anh cố ý giấu bớt một cái thìa rồi, để em đút cho anh ăn đó. Cho anh ăn dưa leo. Ăn gì bổ nấy. Khủng quá. Chẳng lẽ là em ấy? 6 năm rồi, không thể là em ấy được. Không thể nào. Chắc là nhầm số. Một có chuyện gì muốn hỏi tôi hả? Cũng không có gì. Tôi thấy các y tá khen anh đẹp trai nên là muốn nhìn xem mặt anh có gì đáng giá không thôi. Oh my god. What is wrong with you? Tôi thấy cậu nên tập trung vào ca phẫu thuật chiều nay đi. Đừng có quan tâm những chuyện ngoài lề. Có gì đâu mà phải lo. Tôi tự tin vào tay nghề và kiến thức của mình mà. Bác sĩ Khang, để tôi cho cậu một lời khuyên nha. Khi đã là bác sĩ rồi thì đặc biệt phải cẩn thận. Đừng tự cao về bản thân mình quá. Vậy để tôi kể anh nghe về một cuộc phẫu thuật của tôi bên Thái. Tôi đã từng phẫu thuật cho một chàng trai rất đẹp trai gặp tai nạn giao thông ở sân bay. Cánh tay của anh ta bị đứt lìa, nhưng may mắn vẫn còn cơ hội cứu. Chúng tôi đã cùng nhau phẫu thuật suốt 15 tiếng đồng hồ. Kết quả như thế nào? Vô cùng thành công. Chỉ là anh ta không thể nào mà chơi piano được nữa. Không thể nào làm việc yêu thích thứ hai của mình trong đời được. Kể ra thì cũng tội. Giữ lại được cánh tay kia là may mắn lắm rồi. Không làm được gì yêu thích thứ hai thì làm việc yêu thích nhất. Yes. Cũng được mà. Anh đoán được việc đó là việc gì không? Chắc chắn là việc không liên quan tới cánh tay kia. Mặc dù cậu ta không thể đàn được nữa nhưng lại hát rất hay. Tôi đã từng nghe cậu ta hát một bài. Vì nếu còn yêu sẽ chẳng rời nhau cách nhau vậy đâu. Sẽ luôn kiếm tìm trăm muôn lý do bên nhau. Anh đã từng nghe bài hát nào như vậy chưa? Chưa từng. Vậy sao? Thôi, tôi đi làm đây. Chào anh. Bye Felicia. Koa looks bothered for some reason by that story. Anh đi tắm đi. Tụi em nấu cái gì rồi mình ăn tối. Chỉ là anh ta không thể nào mà chơi piano được nữa. Không thể nào làm việc yêu thích thứ hai của mình trong đời được. Anh muốn ăn cái gì? Vì nếu còn yêu sẽ chẳng rời nhau cách nhau vậy đâu. Sẽ luôn kiếm tìm trăm muôn lý do bên nhau. Hay. Hả? Anh sao đấy? Bệnh à? Chắc là tại hôm nay phòng khám có nhiều việc quá nên anh thấy hơi mệt. Vậy thôi khỏi tắm, mai hãng tắm. Đang mệt mà tắm mà đổ bệnh đấy. Không sao đâu, để anh tắm trước cho.
Dũng. Dũng. Oh, what is this? Dũng. Dũng. Anh Khoa. Anh Khoa. Lại đây với em. Không. Is this a nightmare? Lại đây với or em. Is this really không. Happening? Đừng mà. Lại đây với em. I'm guessing it's a lại nightmare. Lại đây! Yes. He was really freaked out. Anh sao thế? Gặp ác mộng à? Không sao. Có em đây rồi. Sao? Anh mời em biến thành con heo hay sao? Nhìn mặt em có giống con heo đâu. Hay là giống cún con? Nấu cái gì vậy? Chứ sao? Hay anh mơ em biến thành quái vật ăn thịt anh? It was coi worse. Chừng nghe ra bây giờ. Làm em mất ngủ rồi. Mất ngủ thì ngủ lại. Có gì đâu. Thôi, ngủ đi, mai còn đi làm. Sao không ngủ đi? Anh mơ thấy gì mà hốt hoảng thế? Đoán đi. Điều duy nhất làm anh hốt hoảng trên đời này chính là lúc em bỏ anh đi. Dẻo mồm. Vậy em không thích sự dẻo mồm này à? Thích. Thích thiệt không? Vậy thì làm một nháy đi. Thôi, hôm nay đi làm mệt lắm. Vậy thôi, anh massage cho. Em thích gãi lưng hơn. Biết nhọc nhẽo quá. Ồ vậy. Nha. Mà anh. Nhà này cũng to phết nhỉ. Ba mẹ ông thương anh lắm đấy. Căn nhà này là nơi chứa đựng rất là nhiều kỷ niệm giữa anh với ba má. Chỉ là không chứa đựng nhiều kỷ niệm của anh và em bằng căn nhà ở bên Tân Bình. Anh đưa em ra đây làm gì? Anh có một bất ngờ dành cho em. Bất ngờ? Ừ. Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt làm gì? Thì cứ nhắm mắt đi. Không được hí nha. Mở mắt ra đi. À, này là sao đây? Cầu hôn. Did this happen in season 1? I don't think so. Em có đồng ý làm bạn đời của anh không? Ừ. Ừ là sao? Em đồng ý là bạn đời của anh. Đưa tay cho anh. Oh, I love it. Yeah, I don't think this happened in season 1. Although I can't remember. There are a lot of things I don't remember, so please forgive thích me.
nhắc lại vẫn cay. Các em luật sư á, người ta đang hạnh phúc thì gọi điện thế phá. Thì làm sao người ta biết được mình đang làm chuyện hệ trọng? Mà phải công nhận ba mẹ anh tính kỹ thiệt. Lập ra một bản di chúc sẽ công bố sau 5 năm khi mà hai ông bà qua đời, để lại cho người con nuôi như anh căn nhà này, còn đất đai nữa, còn để lại cho Thành là ngôi nhà thờ tổ tiên ở bên Tân Bình. Nhưng mà sao ba mẹ cứ thích làm khó anh vậy ta? Nếu mà Thành không quay lại sau 5 năm thì Thành sẽ bị mất đi tư cách thừa kế. Lúc đó anh cũng đâu còn tư cách để quản lý những thứ này. Anh tính kỹ rồi. Tất cả những thứ này đều là của Thành hết. Anh sẽ giữ gìn thật là kỹ cho đến khi Thành quay lại. Mà anh, em thắc mắc á, tại sao anh Thành bỏ đi? Lúc ba mẹ mất, anh cũng không về dự nữa. Thôi, chuyện quá khứ rồi, anh không thích nhắc lại đâu. Quá khứ minh bạch sao không dám nhắc lại? Anh kể em cũng nhiều chuyện rồi. Anh còn giấu em chuyện gì không? Làm gì? Thôi lại mệt lắm. Well, he's tired, but still very willing and able, apparently. Nè, có cần anh giúp gì không? Thôi, xong hết rồi. Giỏi vậy sao? Vậy anh vào bàn làm thực khách đây. Hôm nay đầu bếp cho ăn món gì vậy ta? Cháo hả? Bộ hôm qua ăn chưa đủ hay sao? Ngon lắm em ơi. Mà nè, mấy cái thùng từ thiện á, em gửi qua chùa chưa? Mấy cái thùng từ thiện sáng nay shipper qua lấy rồi. Mà lần này nhiều hàng hơn đấy, cậu ta lấy phí cao hơn. Nếu mà cần dùng tiền để chi tiêu á, em cứ lấy mà dùng. Thiếu thì nói anh sẽ chuyển thêm nha. Thôi, mình còn nhiều cái để phải tiết kiệm mà. Em cũng không dùng gì nhiều. Tiền nhiều làm được mấy cái sổ tiết kiệm luôn đấy. Anh yêu đúng người rồi. Mà xếp chút nữa quên. Mấy cái thùng to đằng đó. Để chiều anh đi làm về anh dọn cho. Em đừng có động tay vào biết chưa. Tôi không phải bánh bèo mà cái gì nặng cũng phải đợi anh. Không sao, cái này em làm được, anh yên tâm. Ồ, đúng rồi. Em lúc nào cũng mạnh bạo hết. Kể cả làm chuyện ấy. Tin tôi chả biết bay không? Bay đi đâu? Bay lên đầu anh á. Yêu em. Thank you.
rau hết 55.000, mua thịt hết 126.000. 126, mấy thứ linh tinh là 200.000, đâu mất 50.000 rồi ta. Anh tìm nhà ai vậy? This is the villain from anh tìm the nhà trailer. Tôi biết tôi chỉ cho. Tôi đang đứng trước nhà tôi rồi, cần chị tìm. Oh, is that anh Tuấn Thành brother? Oh, cậu biết tôi hả? Cậu là ai? Em là người yêu của anh Khoa. Anh Khoa nói anh hơn tuổi em, và em gọi anh xưng em nhé. Chắc gì đã thành người một nhà mà gọi. Mời em vào nhà. Ô bra chào, bác sủi mà. Nói cái gì vậy trời? Oh, don't tell me he's the, what do you call this? The pianist. Anh Khoa who had his arm detached. Hiện tại anh Khoa đang ở phòng khám. Anh uống nước đi. Nhìn cậu còn khá trẻ, chắc còn đang đi học hả? Cậu học trường đại học nào? Có học sau đại học không? Em không có đi học. Không đi học? Không đi học làm gì có tương lai? Để tôi đoán xem. Chắc là do nhà cậu giàu. Gì mà như mẹ chồng hỏi cung, bất lịch sự. Nhà cậu có mấy anh chị em, ba mẹ làm nghề gì? Để tôi xem cậu có xứng đáng với anh Khoa nhà tôi không. I mean, I really don't think that's up to you. Em không có người thân, em là trẻ mồ côi. Không có người thân, không đi học, lại càng không đi làm. Vậy cậu có cái gì? Em có Khoa. Không có cái gì mà đòi làm người yêu anh tôi hả? Sinh ra trên đời chia cho chật đất vậy. Oh, that is em có gì hay nasty. Không liên quan tới anh. Và anh nói chuyện thái độ với em. Vì đối với tôi, thứ vô dụng nhất trên đời này là mấy đứa ăn bám người khác. Này, này cái gì? Người lớn đang nói chuyện, đừng có nè này nè nọ. Lớn nói chuyện cho đàng hoàng, nói sao cho bọn trẻ con nó noi theo. Mới gặp lần đầu, tôi làm gì mà anh nói chuyện xỉa sói tôi? Sáng sớm nghe thứ quỷ yêu. Cậu nói ai quỷ yêu? Ai biết liền. Nè, tôi đang nói chuyện với cậu đó. Đứng lại. Mở cửa ra. Tôi chưa nói chuyện xong với cậu đó. Thứ gì? Má, thằng chó này nữa. Gọi thằng cha về ngay không thì tao đánh thằng này chết. Trên đời chưa thấy một đứa nào ngu vậy. Phải bình tĩnh. Alo. Em trai của anh tới rồi kìa. Tôi cho anh 5 giây nữa để về nhà. Không được, em phải nhận xác anh ta đây. Bác sĩ Khang, wow. Bây giờ tôi có việc cần phải về nhà gấp.
Đâu giờ chị tôi quay lại nha. Có gì còn lại trong trong chùm phòng khám giúp tôi nha. Oh, you better rush home. Oh, I love that. Be prepared to identify his không được. Body. Hai người đó đánh nhau thì sao? Nhà của mày đâu mày ý kiến? Ở được thì ở, không ở được thì biến. Tao thích ý kiến mày làm gì tao? Mày nghĩ mày là ai mà mày show tao vậy? Tao là người yêu của Khoa. Còn tao là em trai của Khoa, còn là tình đầu của Khoa nữa. Mày có nghe cái câu là tình đầu là mối tình khó quên nhất chưa, thằng ngu? Tình đầu thì cũng chỉ là tình dở dang thôi. Đỡ hơn đồ gia vị nêm sâu. Càng nêm càng mặn mày có biết không? Ăn mặn có ngày bị sỏi thận. Đồ tình yêu bệnh hoạn. Wait, let me guess, they're stepbrothers. Hả? Em về rồi nè. Hả? Ờ. Maybe. Em về rồi hả? Ờ, em về rồi. Ngồi ngay trước mặt anh. Anh nói gì vậy? Tại vì bất ngờ quá. Tại anh thấy bất ngờ quá. Em mua nhiều quà cho anh lắm á. Kim tiêm nè, ống thở nè, dây truyền dịch nè, bao tay nữa. Nhiều lắm. Thanh, em tới rồi này. Bác sĩ Khang. Chào mọi người. Sao thấy nhức nhức cái đầu vậy ta? Yeah, so I don't know why that other doctor arrived there, but it seems he's connected to Tan somehow, right? Listen, this was an interesting introduction. Like, I'm guessing that Tan is like a stepbrother or a half sibling or something, because didn't we see him kissing Hua in the trailer? I'm very confused at the moment, but we'll see how things go. Meanwhile, this other doctor person is really annoying. They're getting on my nerves, so I can just imagine what it's like for Hua. And you know, like, Tan is getting on Dung's nerves. So, it is going to be messy. And you know what? Like, a lot of the dramatic and like intense things that we saw in the trailer turned out to be their imaginations or like dreams. So, you know, like, at least they didn't actually happen in real life or in real life in this story, right? But we'll see. We'll see how things go. It was an interesting start. It was an interesting start. We'll see how everything goes. It is going to be messy. And you know what? That's just how things are with this production company. And I am here for it because I love a good mess. So thanks for watching my reaction to episode 1 of season 2 of Mr. Cinderella. Enjoy the rest of your weekend. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.